Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Coroshop 24 giờ. Hiện nay thì tinh dầu thông đỏ chính phủ Red5 đang là mối ưu tiên quan tâm hàng đầu của tất cả mọi người và tất cả các khách hàng đến thăm Coroshop 24 giờ luôn luôn đặt ra câu hỏi rằng không biết công dụng của viên tinh dầu thông đỏ chính phủ Red5 có tác dụng như thế nào đối với sức khỏe của họ. Và hôm nay thì Ngọc Hoa sẽ giải đáp những cái băn khoăn thắc mắc của những khách hàng về cái công dụng của viên tinh dầu thông đỏ Red5. Như các bạn có thể nhìn thấy, đây chính là hộp sản phẩm viên tinh dầu thông đỏ Red5 120 viên, hay người ta còn gọi là viên tinh dầu thông đỏ chính phủ, bởi hàm lượng dưỡng chất của viên tinh dầu này là cao nhất trong số tất cả các loại viên tinh dầu thông đỏ. Các nhà khoa học đã chưng cất từ 2,7 cân lá và vỏ cây thông đỏ tươi, ép và chưng cất trong vòng 1 tháng để tạo ra một viên tinh dầu thông đỏ này các bạn nhé. Và sau đây thì không để các bạn chờ lâu, Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng của viên tinh dầu thông đỏ Red5. Đầu tiên phải nói đến đấy là viên tinh dầu thông đỏ Red5 giúp giảm tác động của các gốc tự do, chống oxy hóa ở tại các cơ quan, nên nó giúp làm chậm quá trình lão hóa ở cơ thể chúng ta. Đối với chị em phụ nữ, đây là một tin vui. Khi cơ thể của chúng ta chậm lão hóa, tức là tuổi thanh xuân của chị em chúng ta đang được kéo dài ra. Ngoài ra thì khi chị em phụ nữ dùng viên tinh dầu thông đỏ Red5 này, nó sẽ giúp cho chị em chúng ta có một làn da đẹp, hồng hào, mịn màng. Nếu như chúng ta sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Red5 một tuần, hai lần các bạn nhé, bôi nó lên mặt thì chúng ta sẽ làm mờ được các vết nám, tàn nhang và đổi mồi, giúp da săn chắc, mịn màng. Và ngoài ra thì nếu như các chị em mà đang sau một thời kỳ sinh nở thì thường chúng ta hay mắc gọi là chứng rụng tóc, đúng không ạ? Vâng, sau khi trải qua một lần sinh nở thì hầu như chị em phụ nữ chúng ta đều mắc phải chứng rụng tóc này. Và các bạn có thể dùng nó sau khi mà các bạn cai sữa cho bé nhé, thì nó hoàn toàn điều trị được cái chứng rụng tóc không rõ nguyên nhân cho chị em phụ nữ chúng ta. Còn một đặc điểm nữa, đấy là do cái tác động mà có thể giảm lượng mỡ trong máu, những như là lượng mỡ thừa trong cơ thể, nên khi các bạn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Red5 sẽ giúp các bạn giảm lượng mỡ thừa trong máu cũng như là trong cơ thể. Vì vậy nó có thể giúp chúng ta giảm cân, giúp cơ thể chúng ta săn chắc, dáng đẹp mà lại không bị các triệu chứng như là da mặt xanh xao, vàng vọt như các loại thuốc giảm cân mà các bạn hay dùng thường ngày. Ngoài ra thì còn một điều nữa, đấy là không chỉ là một sản phẩm tốt dành cho phụ nữ, mà đây cũng là một sản phẩm rất tốt dành cho những anh nam giới. Bởi viên tinh dầu thông đỏ có thể giúp chúng ta giải độc gan, bảo vệ gan, cải thiện chức năng gan và đặc biệt là giảm các vấn đề về xơ gan. Khi mà các anh liên tục phải đi tiếp khách, tham gia những cuộc nhậu, thì gan của chúng ta sẽ yếu đi rất là nhiều. Vậy thì hàng ngày hãy sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Red5 để giúp bảo vệ cái lá gan của chúng ta, để gia đình khỏe mạnh hơn. Còn đối với những người cao tuổi thì sao ạ? Đây là một sản phẩm dành cho gia đình, nên là đối với những người cao tuổi như bố mẹ, ông bà chúng ta, khi các bạn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Red5 thì nó sẽ hỗ trợ điều trị các chứng về đau đầu, đau dây thần kinh tọa, đau dây thần kinh hay là bị tê liệt chân tay do máu huyết lưu thông không đều. Ví dụ những thay đổi thời tiết thì chúng ta hay bị tê bì chân tay đấy ạ. Thì khi các bác uống viên tinh dầu thông đỏ Red5 vào, nó sẽ khiến cho máu huyết của chúng ta ở bàn tay và bàn chân lưu thông tốt hơn. Chính vì vậy nó có thể chữa trị được chứng tê bì chân tay. Ngoài ra thì nhờ có tác dụng mà lọc sạch máu, nên viên tinh dầu thông đỏ cũng hỗ trợ điều trị các chứng bệnh về tim mạch như xơ vữa động mạch vành hay tắc nghẽn mạch máu do lượng cholesterol xấu, hay được gọi là các mảng mỡ xấu bám vào thành mạch gây tắc mạch máu. Chính vì vậy nó sẽ lọc sạch máu và điều tiết được cái lượng mỡ ở trong máu chúng ta, nên nó có thể điều trị được chứng bệnh như là máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ hay cân bằng huyết áp cho chúng ta. Đặc biệt là do tác dụng lọc máu rất tốt nên nó có thể cân bằng cả lượng đường trong máu, nên hỗ trợ điều trị được cho các bệnh nhân bị tiểu đường. Đây là một điều rất đặc biệt. Và ngoài ra, nếu như các bạn có thể thấy thì viên tinh dầu thông đỏ Red5
được tinh chất từ lá và vỏ cây thông đỏ. Nó có những hoạt chất vô cùng quý giá, đặc biệt là hoạt chất toxic, là một trong những hoạt chất dùng để điều trị thuốc chữa trị cho các bệnh nhân ung thư. Chính vì vậy, khi các bạn, những ai đang mắc căn bệnh ung thư, thì khi các bạn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Redfire, nó có thể hỗ trợ điều trị cho các bạn chứng bệnh ung thư của mình. Tức là nó ngăn ngừa cái sự nhân bản của các tế bào ung thư, làm chậm quá trình phát triển của các tế bào ung thư. Ngoài ra thì nó cũng nâng cao thể trạng dành cho những bệnh nhân bị ung thư. Bởi vì sao ạ? Khi các bạn đang chữa trị căn bệnh ung thư ở trong giai đoạn xạ trị và hóa trị, các tồn dư hóa chất trong cơ thể chúng ta thì sẽ làm cơ thể chúng ta bị đau đớn rất là nhiều. Vậy khi chúng ta sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Redfire, nó sẽ lọc sạch các cái độc tố đó và giúp cơ thể chúng ta bớt đau đớn hơn, giúp chúng ta có thể ăn được và ngủ được nhiều hơn, thì cơ thể chúng ta sẽ đỡ bị đau đớn hơn. Nhờ có tác dụng là nó có tổng hợp rất nhiều các vitamin và khoáng chất, nên nó cũng giúp cơ thể bình thường có thể tăng sức đề kháng lên rất là tốt. Đấy là những công dụng chính của viên tinh dầu thông đỏ Redfire. Ngoài ra, nếu như bạn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Redfire thì nó còn có một số công dụng khác, như là nó hoàn toàn điều trị chứng táo bón mãn tính, hay người ta còn gọi là bệnh trĩ, hay nó có thể chữa trị hoàn toàn chứng hôi miệng cho các bạn. Và đặc biệt là đối với phụ nữ hay nam giới thì nó có thể cải thiện chức năng sinh lý, cũng như là cải thiện kinh nguyệt ở phụ nữ và tăng cường sinh lực ở nam giới. Đấy là toàn bộ công dụng của viên tinh dầu thông đỏ Redfire mà Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sản phẩm viên tinh dầu thông đỏ Redfire, các bạn có thể kéo xuống phần mô tả ở phía dưới video này, kích vào đường link ở đó, các bạn có thể truy cập vào trang web corashop24h.com. Bạn có thể tìm thấy toàn bộ thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là đặt mua hàng ngay tại website, hoặc các bạn muốn tư vấn thêm về chế độ dinh dưỡng hay là cách sử dụng theo bệnh của các bạn thì các bạn có thể gọi điện ngay theo số điện thoại hotline 0976148590. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn chi tiết và cụ thể làm sao để sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Redfire một cách hiệu quả nhất để bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính gia đình bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở video sau.